Xin chào các bác nhé. Hôm nay kho bên em tiếp tục giới thiệu cho các bác cái máy rửa xe. Máy rửa xe này thì có công suất là 3 kW nhé. Máy rửa xe đây thì cũng chuẩn bị đến mùa mưa phùn rồi đấy, thì các bác mua cái máy này về rửa xe thì cũng rất là tiện nhá, bởi vì nó có bánh xe này nên là rất dễ trong quá trình di chuyển này. Súng thì súng dài này, đây cuộn dây là 15 m nhé. Máy công suất là 3 kW. Rồi, các bác nhìn motor này. Nên là các bác cũng lưu ý nhé, bởi vì đây là cái máy rửa xe này cũng là máy rửa xe chuyên nghiệp rồi. Nên là cái động cơ của nó đây là động cơ 3 ký này. Và các bác nhìn cái động cơ 3 ký này nó rất là to nhé. Nên là nhiều khi là các bác cứ hỏi về cái máy rửa xe mà máy rửa xe xách tay ấy mà công suất là 3 ký, 1,5 ký thì không có đâu. Bởi vì đây nhìn cái motor to như thế này mà nó có công suất mới là 3 ký thế này. Giờ quay kỹ cho các bác xem cái motor bên trong này. Đấy. Bên em thì có hai dòng máy máy rửa xe 3 ký và máy rửa xe là 2 ký 2 nhé. Dòng 2 ký 2 thì vừa rồi xuất hết rồi. Đây các bác xem những cái dòng máy rửa xe xách tay này. Những cái dòng máy rửa xe xách tay này thì cái motor của nó thì và thứ hai là cái máy của nó rất là nhỏ nên là cái công suất của nó không thể nào đạt được đến 3 ký nên là các bác mua hàng các bác phải rất là để ý về đấy. Bởi vì những cái thông số người ta ghi đấy là thực sự không phải là thông số chuẩn đâu. Đây như những hàng này của bên em này, thông số đây là công suất nó chỉ được có 1,5 thôi. Đấy, bởi vì cái này là không thông số bên em là thông số chuẩn. Đây cái dòng này chỉ có 1,300 W này. Nên là nhiều khi là các bác cứ hỏi bảo là công suất 3.000, 3,5 mà cái máy xách tay thì không có đâu. Đây nhìn cái máy to như thế này mà công suất của nó là 3 kW đây này. Nên là bây giờ các bác mua hàng là các bác phải có sự lựa chọn và đánh giá nhé. Chứ không phải là những thông số mà người ta ghi ra là thông số chuẩn đâu. Trừ những cái hàng mà nó đã có thương hiệu thì thông số người ta ghi sẽ là chuẩn. Còn những cái hàng mà không có thương hiệu ấy, thì hàng người Việt mình sang bên Trung Quốc đặt ấy, thì ghi thông số không bao giờ được chuẩn được. Bởi vì những người đặt hàng bên đây người ta thích để thông số bao nhiêu thì người ta để thôi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về cái máy rửa xe này ấy, thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghi dưới màn hình nhé. Ở bên em phục vụ máy rửa xe rất là nhiều. Đấy. Đây, những dòng máy rửa xe rất là nhiều bên em này. Đấy, những dòng máy rửa xe xách tay này. Đấy. Hàng này là hàng rẻ này. Hàng này tầm trung này. Đấy. Này, đây dòng này dòng 1,800 W này. Đấy. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ lạc theo số điện thoại em ghi dưới màn hình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo.